Facebook phản bác lại tuyên bố của chính phủ Việt Nam. Mới đây, chính quyền Việt Nam đã cáo buộc Facebook vi phạm luật an ninh mạng của Việt Nam bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng năm 2019. Dẫn lời Bộ Thông tin và Truyền thông, Thông tấn xã Việt Nam cho biết, Facebook không hề có bất cứ phản hồi nào khi được yêu cầu phải xóa bỏ các trang fanpage có nội dung và hoạt động chống phá chính quyền. Những nội dung này đã vi phạm nghiêm trọng luật của Việt Nam về an ninh mạng và các quy định của chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng các dịch vụ Internet. Trong khi đó, vào thứ Tư vừa qua, Facebook đã phản biện lại các cáo buộc cho rằng Facebook cho phép đăng tải các nội dung bất hợp pháp vi phạm luật an ninh mạng mới của Việt Nam. Đại diện của mạng xã hội này cho biết Facebook đã hạn chế các nội dung bất hợp pháp và hiện đang tiến hành thảo luận với các chính phủ. Chúng tôi có một quy trình cực kỳ rõ ràng để các chính phủ có thể báo cáo nội dung bất hợp pháp cho chúng tôi và chúng tôi sẽ xem xét tất cả các yêu cầu đó có đi ngược lại với các điều khoản dịch vụ và luật pháp của nước sở tại hay không. Chúng tôi luôn minh bạch về các nội dung bị hạn mà chúng tôi đưa ra dựa theo luật của nước sở tại trong báo cáo minh bạch của chúng tôi. Những bình luận này là để đáp lại các bình luận từ phía truyền thông nhà nước Cộng sản Việt Nam cho rằng Bộ Thông tin và Truyền thông đã cáo buộc Facebook đã cho phép người dùng tải lên nội dung bôi nhọ và chống chính phủ vốn bị coi là vi phạm luật an ninh mạng của Việt Nam. Luật an ninh mạng của Việt Nam yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ như Google và Facebook hoạt động tại Việt Nam phải lưu trữ dữ liệu người dùng tại địa phương, mở văn phòng địa phương và xóa nội dung vi phạm trong vòng 24 giờ nếu được chính quyền yêu cầu. Hiện Facebook nhận ra mình đang bị mắc kẹt giữa các yêu cầu như vậy của các quốc gia như Trung Quốc và Việt Nam, vốn luôn hạn chế bất đồng chính trị và bản sắc của công ty, luôn cố gắng mang lại không gian tự do biểu đạt nhiều nhất có thể cho người dùng. Báo cáo minh bạch của Facebook cho thấy số lượng các bài đăng có nội dung bất hợp pháp bị hạn chế đã tăng vọt trong nửa cuối năm ngoái. Phía Facebook rằng những bài đăng đó chứa các nội dung liên quan đến việc buôn bán trái phép động vật hoang dã và các sản phẩm khác, các trường hợp mạo danh người dùng để truyền bá thông tin sai lệch và cáo buộc bôi nhọ một số các sản phẩm và người dùng khác. Quý vị vừa nghe qua bài của Hoàng Trang, Thời báo.de. Qua phần trình bày của Ý Nhi, xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã ủng hộ và theo dõi. Cùng xin hẹn gặp lại quý vị vào bản tin lần tới. Thân ái kính chào quý vị.